Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà em được 5 cây mai tự sắn gốc bứng nha. Gốc rất là có duyên luôn nha cả nhà. Và đây là cây số 1 ha. Em xin được đọc cái thông số cây số 1 nha. Cái này là cây này có cái hoành là 20, cao là 65 và ngang là 30 ha. Đây em sẽ quay cái dáng cái cây này cho cả nhà xem nha. Cây số 1 nó có dáng lắc nha cả nhà. Đó, em quay em nâng từ từ lên cho cả nhà xem đó. Còn cái độ sắn của nó thì khỏi phải chê rồi ha. Mai sắn nó có một cái nghệ thuật rất là lạ luôn, mà không phải ai chúng ta làm cũng được nha. Đó, nó lắng sắn như thế này đây, uống cũng không thể nào ra, nó lắng sắn như thế này nha cả nhà. Đó, cái này thì chơi Tết được rồi nha, ok luôn nha, lấy bo cũng được luôn. Đây em sẽ quay cái tán cho cả nhà xem. Rồi, đây. Đó, cả nhà xem nha. Và em quay tổng thể cái cây này nha, cây này nó rất là có duyên ha. Nó có một cái dáng lắc nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Nó cong lên rồi đó. Tụi em dán ghép nó cao như thế này bởi vì cái mai tự xoắn á, là khi nó dài thì nó sẽ lắng sáng và nó sổ xuống rất là đẹp luôn nha. Và cây số 1 này em bán với giá là 1.200.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi và tiếp tục là cây số 2. Rồi, đây là cây số 2 nha. Cây số 2 nó cũng có một cái dáng bay rất là đẹp. Em sẽ quay cái bộ đế cho cả nhà xem nha. Đây, và em sẽ quay cái xoắn cho nghe ha. Đây, đó, cả nhà thấy cái xoắn của nó nè. Trời ơi, nhìn rất là đẹp luôn nha. Cái cọng xoắn này của... cả nhà thấy cái cây này nó hơi thưa lá. Lý do là em vừa mới rong lá nha cả nhà. Rong lá để cho nó ra thêm một cái cây nữa, nó rất là xum xuê luôn. Đó, cái độ xoắn rất là đẹp luôn nha. Rồi, đây. Rồi, cây này cái dáng thăng lắc rất là đẹp luôn nha. Cây số 2 này em bán với giá là 1 triệu nha cả nhà. 1 triệu em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đó, đây là mai tự xoắn nha. Rất là nghệ thuật luôn nha. Rồi, tiếp tục là cây số 3. Đây, cái bộ đế của cây số 3 cũng rất là đẹp. Nó có một cái thăng lắc nữa đây cả nhà thấy không? Em quay em nâng lên từ từ cho cả nhà xem nha. Đây, còn cái tán của nó thì rất là, nhìn nè, rất là đóng cục luôn á. Này cả nhà thấy không? Nó lắng xoắn luôn ha. Rồi em quay tổng thể nha. Cái cây này thì nó có cái hoành là 22, cao là 60 và ngang là 35 nha cả nhà. Đó, cây dáng rất là duyên luôn nha. Đó. Thì cái cây này em bán với giá là 1 triệu mốt nha. 1 triệu mốt một cây ha. Rồi và tiếp tục là cây số 4. Đây, cây số 4 nó có một cái dáng bay rất là nghệ thuật. Cái này về chúng ta vô chậu ống rất là đẹp luôn nha. Đây, đó, cả nhà thấy cái độ sắn của nó đây. Đó, cây này rất là có duyên luôn nha cả nhà. Cây này thì em bán với giá là 800.000 một cây này ha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi, đây là mai tự xoắn ha. Cây này là cây số 4. Rất là đẹp luôn nha, nhìn cái dáng rất là đẹp. Rồi, và tiếp tục là cây số 5. Đây có hơi số 5 mà nó có một cái dáng lắc nữa nha. Ồ, 5 cây này rất là nghệ thuật luôn. Đó, ở trên đây thì xoắn như thế này. Đây, Tết chúng ta thay cái chậu ống ra rất là đẹp luôn ha. Rồi, cái cây này á, thì cái hoành của nó là 22, cao là 45 và ngang là 30 ha. Thì cái cây này em bán với giá là 1 triệu nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Rồi, ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chiếc Chè Bông nha. 5 cây mai tự xoắn á, gốc rất là đẹp luôn nha cả nhà.